cả các đồng chí và các bạn, các anh chị em trong cái diễn đàn livestream hôm nay. Hôm nay chúng ta lên bước vào cái diễn đàn này thì nó cũng không có cái gì mà nó rôm rà lắm đâu, nhưng nó cái nhưng cái chủ đề này tôi nghĩ nó cũng rất là quan trọng. Là vì sao? Là vì á, đây là muốn nói đến cái ngọn đuốc thiêng của anh hùng lực lượng vũ trang thiếu niên Lê Văn Tám. Thì nói thiếu niên Lê Văn Tám tức là cái thời điểm mà ảnh đã hy sinh, chứ còn thực tế bây giờ nếu mà nói ảnh mà so với thế hệ của chúng tôi chống Mỹ thì ảnh là đằng chú, đằng cha nữa không chừng. Cho nên thành ra là nó không phải là nó còn trong cái dạng mà trong cái thế hệ của chúng tôi. Là vì năm 1945 thì các đồng chí lúc đó ảnh 13 tuổi, 13 tuổi mà đến hôm nay thì các đồng chí và các bạn cái tính coi anh Lê Văn Tám ảnh được bao nhiêu tuổi. So với tụi tôi là thế hệ của năm thập kỷ 50, sinh ra trong thập kỷ 50 thì đương nhiên là đằng cháu của anh Lê Văn Tám. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái gương dũng liệt của anh Lê Văn Tám đời đời là nó bất hủ, không bao giờ mà nó bị mai một được với dân tộc Việt Nam, trong lòng dân tộc Việt Nam. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện không phải còn là cái chuyện huyền thoại mà là người thật việc thật. Tại sao tôi muốn nói ngay người thật việc thật? Nhưng mà hôm nay là người ta muốn đưa vô cái chuyện là cổ tích, người ta muốn đưa vô cái chuyện gọi là huyền thoại, cổ tích. Nhưng mà thực tế ra đó, ai muốn cái đó? Ai muốn đưa vô cái diện đó để hạ gương hy sinh dũng liệt của anh Lê Văn Tám, nó đã trở thành bất hủ trong lòng dân tộc Việt Nam. Là một câu chuyện mà coi như là một cái tấm gương hy sinh đó, là người thật việc thật. Rồi vì sao là người thật việc thật thì tôi lát nữa đây tôi sẽ thông qua cái bài của anh Lưu Huy Linh đó, để cho các bạn hiểu rõ thêm về cái người thật việc thật. Nhưng bây giờ tôi xin liên hệ và xin nói một vài vấn đề nó bên lề của cái bài viết của anh Lê Huy Linh. Anh Lưu Huy Linh thì tại sao mà có cái chuyện mà người ta là đi hạ bệ anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Tám là do đâu? Thì ở đây á, muốn nói cái chỗ là do nơi cái ý đồ lật sử, xét lại lịch sử của cái nhóm sử gia mà cũng bao gồm có những người là họ cũng có tên tuổi, mà đứng đầu là cái ông nhà sử học, nhà sử gia Phan Huy Lê. Mà cái ông sử gia Phan Huy Lê này á, ổng là ai? Ổng là ai? Ổng ở đâu? Quá trình của ổng như thế nào? Ổng làm cái gì? À, trong cái ngành sử học. Thì xin giới thiệu cho các bạn biết. Phan Huy Lê á, là một người con của đất Bắc. Cái dòng tộc Phan Huy á, là có tiếng tăm, vang lừng. Có rất nhiều người cũng có công với cách mạng, có công với đất nước. Nhưng mà riêng về Phan Huy Lê thì như vậy là từ cái chỗ dòng tộc đó, đó mà ông được học hành, được đào tạo, được đảng và mà thậm chí có khi Bác Hồ cũng có tin tưởng. Nhưng mà kể từ khi mà coi như là ông có một cái người anh là Phan Huy Quát ấy, làm việc cho chính phủ Bảo Đại, thời Bảo Đại làm quốc trưởng thì như vậy là ông ta làm tổng trưởng giáo dục, rồi qua cái thời Ngô Đình Diệm thì dưới đời Nguyễn Khánh thì như vậy là ông ta làm thủ tướng, tức là ông Phan Huy Quát, cái người anh một cha khác mẹ với lại Phan Huy Lê. Thì đến năm 1965 đó là Phan Huy Quát đang làm thủ tướng cho chế độ Nguyễn Khánh. Làm thủ tướng cho chế độ Nguyễn Khánh thì như vậy là năm đó là coi như là Phan Huy Quát là ký
hiệp ước là cho Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Cái chuyện đó thì tài liệu nó còn chứng minh rõ, không chối cãi được. Cho nên á, cái ngày giải phóng rồi á, thì như vậy là Phan Huy Quát á, là được học tập cải tạo, nhưng mà được cũng được, nhà nước là coi như khoan hồng, nhưng mà y y là chứng nào tật nấy, y không từ bỏ cái thù hằn. Cho nên á, y tìm cách á, để y vượt biên, mà vượt biên á, thì vậy là được là cơ quan pháp luật của nhà nước ta là bắt giữ trở lại. Thì vậy là đưa vô Chí Hòa nhốt, thì vậy là y bị bệnh gan, cho nên ra y chết. Thì từ cái chết đó của Phan Huy Lê đó, thì vậy là Phan Huy Quát đó và Phan Huy Lê đó, ôm một cái mối thù, ôm một cái mối thù là coi như là ngấm ngầm, mà coi như là để xét lại lịch sử. Năm 2009 đó, thì vậy năm đó là Lê á, là được đi hội nghị dự đi hội thảo về cái bộ môn lịch sử ở ở quốc tế. Và thời kỳ đó là thời kỳ á, là xét lại của Liên Xô nó đã thành công, Liên Xô tan rã vì cái xét lại của Gorbachev chớp đó, mà nó xét cái nhóm đó là nó cái nhóm mà coi như thế lực mà coi như là không đậu trời chung với cộng sản. Nó phát hiện được á, trong cái các cuộc hội nghị đó nó phát hiện được là cái thái độ và cái khuynh hướng cấp tiến của Phan Huy Lê là muốn xét lại lịch sử. Cho nên á, cái thế lực đó đó là có đầu á, nó mới á, chỉa mũi nhọn vô á, ngay á, cái tâm lý của á, là Phan Huy Lê. Nó biết rằng Phan Huy Lê đang ôm một cái mối thù nữa. Cho nên thành ra Phan Huy Lê mới ôm cái mộng là xét lại lịch sử kể từ dạo đó. Kể từ dạo đó. Và theo tài liệu á, thì vậy là tôi cũng có nghiên cứu được chút định. Này cái đó cũng báo cáo cho các đồng chí và các bạn biết. Là cái nguyên nhân mà Phan Huy Lê xét lại lịch sử là như thế. Nhưng vì sao mà Phan Huy Lê để lại một nhóm con nhang mà rất là trung thành với cái nguyên tắc là tôn sư trọng đạo không? Tại vì á, Phan Huy Lê á, là được nhà nước ta ân sủng. Hắn có rất nhiều giải thưởng quốc tế. Cho nên do đó mà mới được nhà nước ân sủng, mà từ nhà nước ân sủng đó thì y đào tạo rất nhiều học trò, nhưng mà trong đó y chốt lại á, những cái con nhang mà thuộc cái dạng học trò, mà là học trò mà coi như là trung thành nhất với y, thì y á, mới truyền đạt lại á, những cái quan điểm xét lại lịch sử. Nhưng mà những con nhang này á, thì người ta cho rằng á, là cái Phan Huy Lê á, là những cái ý kiến của Phan Huy Lê là chánh đáng. Còn cái lịch sử của dân tộc đó là lịch sử đó là coi như là không phải là chánh đáng. Không vì lợi ích dân tộc mà lợi ích của thầy và lợi ích của nhóm. Nhưng mà cái lợi ích của quốc tế nữa. Bởi vì quốc tế nó biết rằng Phan Huy Lê đó là dứt khoát là coi như là phải trả mối thù. Phải trả mối thù cho anh, cho gia đình. Cái yếu tố tâm lý là coi như là cái thế lực thù địch đó, các bạn nên nhớ rằng là trong đó có rất nhiều những cái tổ chức tình báo chiến lược của thế giới. Cho nên á, nó không ngu hơn Phan Huy Lê. Nó nắm được Phan Huy Lê thì nó nắm, chứ còn nó không bao giờ mà Phan Huy Lê nắm được nó. Cho nên á, cái này là nó sập bẫy, bây giờ nó phải leo lưng cọp, nó đi theo con đường đó, thì cái nhóm này á, là nó bây giờ nó phải làm thôi. Thì các đồng chí và các bạn mới nhìn thấy là cái xét lại lịch sử này, hen, đầu tiên là Phan Huy Lê là đưa lên cái hạ bệ anh hùng Lê Văn Tám, đưa lên hạ bệ cái anh hùng thần tượng anh hùng Lê Văn Tám để chi, để thăm dò dư luận rồi á, là chỉ có nhân dân yêu nước của ta là phản ứng thôi, chứ còn á là chưa có nhà nước nào phản ứng với Phan Huy Lê. Và đồng thời á, cái nhóm á, cái gánh của Phan Huy Lê đó là coi như là cũng tiếp tục theo cái chân rết của thầy, theo cái kế hoạch đó của thầy, cái di hiến của thầy đó mà làm. Tới hôm nay 15 tập sử đã bỏ tự nguyện, và đồng thời chuẩn bị bỏ trong 30 tập sử sắp tới nữa.
tiếp tục hạ bệ anh hùng là liệt sĩ Võ Thị Sáu. Bị chưa thấy nhà nước ta phản ứng gì hết, thăm dò dư luận, nhưng mà chỉ có phản ứng là những người yêu nước của chúng ta, những cựu chiến binh của chúng ta phản ứng thôi. Cho nên thành ra chưa thấy nhà nước ta phản ứng cái gì hết. Bởi vậy tôi liên hệ cái này để cho các đồng chí thấy nha. Tôi chuẩn bị cho cái cuộc livestream này, có một anh bạn tôi, có một anh bạn thân với tôi lắm, điện tới nói với tôi. Nói với tôi rằng cái công việc này là coi như là phản biện này là để cho ban tuyên giáo người ta làm, chứ tại sao là đồng chí, tại sao đồng chí phải làm? Bởi vì anh này là quá trình là đồng chí với tôi, công tác chung cơ quan với tôi nữa. Cho nên bây giờ anh mới nói là coi như để cho ban tuyên giáo người ta làm. Tôi nói không anh, cái nào của tuyên giáo thì tuyên giáo, còn cái nào của công dân thì tôi phải làm theo công dân. Cái nào của cựu chiến binh thì tôi cũng làm theo cựu chiến binh, vai trò của chiến binh tôi, chứ tôi đâu có làm, tôi đâu có lấn sân của tuyên giáo đâu nên sợ. Tôi trả lời với anh vậy. Anh còn nói với tôi, anh nói tôi chưa nghe tuyên giáo người ta phản biện cái gì mà tại sao coi như là mấy anh phản biện chỉ cho mất công vậy. Tôi nói trời ơi, cái này đâu có phải mất công hay không mất công. Cái này á, cái này là tôi quá sợ. Để tôi trả lời với anh, anh hỏi tôi sợ cái gì. Tôi nói thật với anh đó là tôi sợ mất nước, tôi sợ mất chế độ, chứ còn tôi không có sợ cái gì cho riêng tôi, không có sợ cái gì cho riêng tôi hết đó. Thì cái này á, bên lề của cái bài viết của anh Phan Huy Lê hôm nay á, là ảnh muốn nói, ảnh muốn đưa lên á, những cái sự kiện để ảnh chứng minh thực tế về cái sự hy sinh và hành động dũng cảm á, dũng liệt của anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám, anh hùng lực lượng vũ trang, được phong anh hùng lực lượng vũ trang. Thì tôi xin là liên hệ một vài chuyện ở bên lề của cái bài viết của anh Lê Quy Linh. Và sau đây tôi sẽ đọc cho các đồng chí và các bạn nghe hết cái bài viết của anh Lê Quy Linh. Anh Lê Quy Linh viết đầy đủ sự kiện cho nên thành ra nó rất dài. Và tôi mong rằng các đồng chí và các bạn thông cảm lắng nghe. Lắng nghe để chúng ta hiểu. Nếu như các đồng chí và các bạn sẽ nhìn thấy cái này, nếu như quá trình mà thăm dò dư luận của Phan Huy Lê thì như vậy là có sự phản ứng của nhà nước ta, có sự phản ứng của những cơ quan chức năng trong ngành lịch sử, thì tất nhiên là nó không có đi đến cái mức như hôm nay. Nó không có đi đến cái mức là tiếp tục hạ bệ anh hùng Võ Thị Sáu. Nó không có đi đến cái chỗ là bỏ từ ngụy trong 15 tập sử. Nó không có đi đến 90 tập phim biên niên sử thời đại Hồ Chí Minh. Nó chưa đến, nó chưa có lan tỏa ra tới chỗ vậy thôi. Nếu mà anh bạn tôi anh nói cái này để cho ban tuyên giáo người ta làm. Mà nếu như ban tuyên giáo người ta làm rồi thì tôi nghĩ rằng không có một cái chuyện gì hôm nay để chúng mình nói nữa. Tức là người ta đã làm gọn nhẹ hết rồi. Người ta tém dẹp nó sạch sẽ hết rồi. Còn cái này người ta chưa làm. Người ta chưa làm mà để thời gian kéo dài thì mình sợ nó hư. Mình sợ chứ. Sợ chứ, tôi là công dân yêu nước là tôi sợ chứ, tôi sợ mất chế độ. Rồi tôi cũng sợ là mất tổ quốc này chứ, vì tổ quốc của tôi mà. Bây giờ tổ quốc này mất tôi sống ở đâu? Thì có nước là chúng tôi phải chết thôi chứ làm sao sống ở đâu giờ? Chế độ xã hội chủ nghĩa đó là quá trình lý tưởng của chúng tôi. Mà giờ nếu mà giờ nó mất chế độ sao chủ nghĩa này thì lý tưởng chúng tôi là đâu có còn cái gì nữa, thì chúng tôi sống làm chi? Các đồng chí và các bạn nghĩ có phải không? Có thông cảm nhau không? Sống làm gì? Mà có sống được không? Cái chế độ này nó thay đổi rồi thì vậy là chúng ta có sống được không? Chúng ta có còn nhà lầu xe hơi không? Và chúng ta có còn... Có còn ăn sang mặc đẹp nữa không? Chỉ có con đường chết thôi, chứ đâu có con đường nào khác hơn nữa. Đó, thì có rút kinh nghiệm rõ ràng thằng cháu Liên Xô, rồi rút kinh nghiệm rõ ràng thằng U Trái Ná. Tôi chưa nói đến những cái thằng Ly Bi rồi này kia, tôi nói những cái thằng cha mà Ly Bi rồi này kia, hay là những cha là
Iraq, cái đó tôi chưa nói, chỉ rõ ràng lắm. Cho nên á, cuộc đời á, mà coi như là quảng lộ của Phan Huy Lê á, tôi nói thật, theo tôi tìm hiểu tôi biết á, là coi như ông này á, nó suôn sẻ, nó khỏe như trở bàn tay. Bởi vì á, ông được nhà nước ân sủng, ông được á, có rất nhiều coi như là cái quân chương, cái huy chương gì là coi như là hội được quốc tế là coi như là trao tặng này cái đủ thứ đó. Nhà nước mình ân sủng cho nên là có con đường quảng lộ của ông ấy, là nó trở như trở bàn tay. Ông chui sâu, ông trèo cao lên rồi coi như là dứt luôn, mà coi như là không bị vướng mắc một cái gì hết. Tuy rằng đó là coi như cái hoàn cảnh gia đình của ông ấy, là thân tộc của ông ấy, là làm tay sai cho đế quốc, làm tay sai cho là thực dân, nhưng ổng vẫn khỏe như vậy. Một em bé có thể đi tới nơi về đến chốn, con đường hoạt lộ của ổng, chứ không phải khổ như anh em mình mà giác súng đi chống Mỹ, bị tù đài tra tấn đánh đập suốt, không phải đâu. Nó con đường hoạt lộ Phan Huy Lê là coi như phải nói sung sướng nhất. Rồi kể cả bây giờ giao lợi cho một nhóm con nhan, nhóm cái gánh lịch sử là coi như là cũng đệ tử, là coi như là cái thành phần này là coi như cũng thuộc cái loại ăn sang mặc đẹp, ăn trên ngồi trước hết, sung sướng. Các đồng chí và các bạn thấy một cái tình hình anh Lê Văn Tám, nếu như cái chuyện không có thật mà ông giáo sư Trần Quý Liệu ổng dám đưa lên không? Ít nhiều vậy nữa, ổng cũng thuộc dàn cán bộ trung ương, ổng là người là sát cánh với Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác là coi chính trị tư tưởng, công tác là truyền thông, mà nhất là chính trị tư tưởng, ổng là người quản lý cái đó. Cho nên thành ra là ổng dám mà dựng chuyện lên không? Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là cái thằng nhà báo quốc tế thời kỳ đó nó có ngu hơn là Việt Nam ta không? Mà nó dám chấp nhận, nó cũng đồng loạt nó đưa tin lên. Nhưng mà ngược lại, khi mà Phan Huy Lê đưa lên đó một cái xảo ngôn đó, thì như vậy á, một cái sự kiện đó là không có thật, thì đương nhiên là rất nhiều người đề nghị đấu chất, nhưng mà Phan Huy Lê thụt lùi, không dám đấu chất, không dám đấu chất và không dám một cái lý sự nào hết, không dám một cái lý giải nào hết, trình bày một cái lý giải nào hết. Đến ngày Phan Huy Lê nhắm mắt luôn, đi chầu Dương Chúa luôn, đi chầu Diêm Vương luôn thôi, chứ ngoài ra là coi như Phan Huy Lê chưa trả lời một câu nào để cho là dân chúng người ta hiểu. Còn nếu như đồng bào thị nghè lúc bấy giờ mà nếu mà cái chuyện Lê Văn Tám không có thật, thì đương nhiên là mà đưa lên nó thổi phồng như vậy, đồng bào thị nghè người ta chịu không? Rồi đồng bào Sài Gòn Chợ Lớn người ta chịu không? Thời kỳ đó, thời điểm đó người ta chịu không? Người ta có chấp nhận không? Nếu như ông Trần Quý Liệu ông đưa lên chuyện không có thật, các bạn suy nghĩ coi. Rồi những thằng nhà báo quốc tế như thằng nhà báo Pháp hay là thằng nhà báo Anh rồi kia đó, rồi nó đưa lên vậy đó, mà nhất là mấy nhà báo Pháp, vậy nó đưa lên mấy cái hãng là tin của Pháp nó đưa lên vậy, thì như vậy là nếu mà không có nó có đưa không? Rõ ràng một sự gian manh muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa để trả thù, phục thù. Đúng là đối với Phan Huy Lê là phục thù chí lớn không hề đảng sâu can. Hắn sâu cay nhất là cái chỗ là anh hắn chết, hắn cho rằng coi nhà nước mình bỏ bê cho nên anh của hắn mới chết. Nhà nước mình cũng khắc khe đó, cho nên thành ra anh hắn mới chết. Ảnh ghim cái mối thù đó mà coi như để trả thù. Giờ những con nhang này nó tiếp tục theo cái di hiến của ảnh, để lại coi như nó tiếp tục nó đánh phá cái nền lịch sử nước nhà tan nát hết. Thôi thì giờ tôi xin đọc cái bài của anh Lưu Quy Linh cho các đồng chí và các bạn nghe. Rồi tí nữa đây chúng ta sẽ tiếp tục
người ta xói sâu và phân tích một những cái chuyện mà thực tế chủ yếu. Cái bài này anh Lưu Quy Linh anh viết hồi năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngọn đuốc sống, ngọn lửa thiên anh hùng Lê Văn Tám hy sinh anh dũng lúc 18 giờ 24 phút ngày 16 tháng 10 năm 1945, ngày 16 tháng 10 năm 2019, tức là 74 năm, tròn 74 năm. Kẻ nào dập tắt ngọn lửa thiên anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Tám, đó là tên giặc sử Phan Huy Lê. Năm 1934 đến năm 2018, nguyên nhân dập ngọn lửa thiên anh hùng Lê Văn Tám, ta biết gia tộc họ Phan Huy là gia tộc Khoa Bảng, quê ở Hà Tĩnh, Việt Nam. Đời xưa có Phan Huy Chú, Phan Huy Ích, có nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, một dòng dõi Khoa Bảng Trâm Anh, những sử gia của dân tộc. Và Phan Huy Lê cũng có gen ấy, truyền thống của dòng họ ấy. Nhưng trong dòng họ còn có tên Đại Việt Giang bán nước Phan Thanh Giản. Và dòng họ ấy có người anh cùng cha khác mẹ với Phan Huy Lê là tên Ngụy Quyền khát máu bán nước là Phan Huy Quát, năm 1908-1979, là cao học theo chính quyền Ngụy quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng tổng thống, làm tổng trưởng giáo dục chính phủ Ngụy quốc gia Việt Nam ngày 2 tháng 7 năm 1949, 22 tháng 7 năm 1950. Tổng trưởng Ngoại giao Chính phủ Ngụy Việt Nam Cộng hòa 8 tháng 2 năm 1964, làm Thủ tướng Chính phủ Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa thời Nguyễn Khánh 16 tháng 2 năm 1965, 16 tháng 6 năm 1965. Lúc này Phan Huy Quát gửi văn bản kêu gọi bọn thực dân đế quốc Mỹ can thiệp xâm lược Việt Nam, gây ra bao nợ máu với dân ta, với cách mạng Việt Nam ta. Sau khi giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 75, tên Ngụy Văn Ác Phan Huy Quát tổ chức vượt biên, bị phát hiện và tòa xử tuyên tù giam và bị chết trong tù do bệnh viêm gan năm 1979 tại Khám Chí Hòa. Đáng đời của một tên bán nước làm tay sai cho bọn xâm lược Mỹ, gây bao tội ác cho nhân dân để rửa tội cho dòng họ và anh trai mình. Tên giặc Phan Huy Lê đã tính nước tấn công vào lịch sử, lật sử xuyên tạc lịch sử. Phan Huy Lê truyền cho học trò gồm có Vũ Minh Giang, Trần Đức Cường, Dương Trung Quốc, Nguyễn Đức Nhuệ, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Văn Cương, Trần Công Trực, Lê Mã Lương, Vũ Quang Hiến thực hiện và di tiên phong lật sử bằng xuyên tạc, bằng ngụy biện, bằng chống lại lịch sử, chống lại tư tưởng di huấn của Bác Hồ. Muốn lật sử, trước mắt âm mưu của Phan Huy Lê và đồng bọn đưa ra những luận điệu tuyên truyền rằng những truyền thông văn học, tuyên truyền của đảng, nhà nước và chính quyền không thật, dối trá, nhằm mục đích gây mất lòng tin trong nhân dân. Chúng cho rằng từ ngụy mà đảng Bác cách mạng và toàn dân ta gọi trong thời kỳ ấy chỉ là để đáp ứng cho tuyên truyền dân chúng lúc ấy chứ không có tác dụng trong lịch sử, nên ghi vào lịch sử là miệt thị phía bên kia, tức là phía Việt Nam Cộng hòa. Hai, phản cảm, biểu cảm, hai, toàn thể nhân dân hoan nghênh, đồng tình bỏ từ ngụy. Hai, bỏ từ ngụy để hòa hợp hòa giải, bỏ từ ngụy để ngoại giao với quốc tế chấp nhận, để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa để đi vào lung lạc nhân dân
của dân chúng nhằm hạ uy tín của đảng và chính phủ, bỏ đi truyền thống của dân tộc chống quân xâm lược 4.000 năm dựng nước và giữ nước, mà điển hình là Việt Nam ta, nhân dân ta đã chiến đấu liên tục 135 năm chống thực dân đế quốc Pháp và phát xít Nhật, thực dân đế quốc Mỹ, diệt chủng Pol Pot, bành trướng Trung Quốc. Từ năm 856 đến 1991, những kẻ xâm lược đã dã man tàn bạo, độc ác, thú tính, cùng bọn ngụy quyền tay sai bán nước, dã man tàn bạo, thối nát phục vụ cho bọn xâm lược. Chúng có âm mưu hạ bệ các anh hùng, liệt sĩ và thay đổi bản chất cuộc chiến đấu chống thực dân đế quốc cùng tay sai bù nhìn bán nước của chúng thành nội chiến. Chúng rửa tội cho cả quân Mỹ và Pháp xâm lược. Nước ta nổ phát súng đầu tiên trong lịch sử là Phan Huy Lê gian manh, nguy hiểm xảo trá. Nó hạ bệ anh hùng Lê Văn Tám, ngọn đuốc sống ngọn lửa thiêng. Năm 2005, trong hội thảo, Phan Huy Lê đã mớm ý nghĩ mà nó đã dự trù chuẩn bị ấp ủ để trả nợ cho anh nó, cho dòng họ nó, bằng lời nói rằng ông Trần Quý Liệu thời kỳ đang làm bộ trưởng tuyên truyền nói với cá nhân nó là anh hùng Lê Văn Tám không có thật, mà chỉ là hư cấu để động viên tinh thần chống Pháp của dân ta. Nên khi nào đất nước hòa bình ổn định, nhờ đồng chí sửa lại, sợ đến lúc ấy tôi không còn sống nữa. Ông Trần Quý Liệu năm 1901-1969 làm bộ trưởng tuyên truyền năm 45-46 để có khách quan và xác thực về anh hùng Lê Văn Tám. Trước nhất, chứng minh lời nói của giáo sư Trần Quý Liệu, tác giả Ngọn Lửa Thiêng, anh hùng Lê Văn Tám, thì ông Trần Quý Liệu nói với ai? Cùng với Phan Huy Lê. Phan Huy Lê, việc này Phan Huy Lê không có dẫn chứng cụ thể ai cả. Thứ hai, thời kỳ 45-46, giáo sư Trần Quý Liệu làm bộ trưởng tuyên truyền thì Phan Huy Lê còn trẻ, mới vừa con nít ranh, 12 tuổi. Năm 46 đến năm 34 mới 12 tuổi mà năm 1952 mới học dự bị đại học ở Thanh Hóa, đến năm 1956 tốt nghiệp đại học khoa sử Đại học Sư phạm Hà Nội, thì làm sao ông bộ trưởng biết thằng bé 12 tuổi ở Hà Tĩnh đâu mà truyền đạt tâm sự? Đây là một sự lừa đảo gian trá bịa đặt, không những xúc phạm anh hùng Lê Văn Tám mà còn xúc phạm cả giáo sư người đáng kính Trần Quý Liệu nữa. Qua đây ta thấy bản chất xảo quyệt và âm mưu thâm độc chống đảng, chống Bác Hồ, hạ uy danh Bác Hồ, vì báo cứu quốc đã dẫn lời Bác Hồ trên báo ngày 23 tháng 10 năm 45, khi Trung ương báo cáo với Bác, đồng thời báo ta, báo Pháp đăng lên một chiến sĩ đã tẩm ép xăng, làm đuốc sống đốt kho xăng Thị Nghè, xác nhận về cử chỉ phi thường của một chiến sĩ tự tẩm xăng vào mình, tỏ ra rằng một dân tộc đã có tinh thần đến cao đến bậc đấy thì không sức mạnh nào có thể đè bẹp được. Hồ Chí Minh. Năm 1958 thì Phan Huy Lê mới làm trợ giảng và trưởng bộ môn sử cổ Trung Đại, môn lịch sử cổ Trung Đại thì liên quan gì đến lịch sử hiện tại để giáo sư Trần Quý Liệu phải nói dặn lại cho Phan Huy Lê, giảng viên lịch sử cổ Trung Đại? Như vậy Phan Huy Lê dẫn chứng sai và không có nhân chứng bằng chứng nào để khẳng định giáo sư Trần Quý Liệu nhắn gửi căn dặn Phan Huy Lê cả, mà chuyện xạo bịa đặt giả dối nhằm đánh lừa nhân dân. Y phát ngôn năm 2005 có lẽ dựa lưng vào ai đó để lật sử. Năm 2005-2008 là thời kỳ bắt đầu tấn công vào lịch sử một cách thô bạo nhất, tiếp đà cho sau này, xóa tội cho Nguyễn Ánh, xóa tội cho Phan Thanh Giản, xóa tội cho những vua nhà Nguyễn bán nước, lập đền thờ Phan Thanh Giản, đức tượng đồng Phan Thanh Giản, và còn đưa tược lên linh mục chữ tiên phong mở đường cho Pháp, Tây Ban Nha xâm lược nước ta, đặt ở thủ đô nhưng không thành. Ta quay lại việc dập ngọn lửa thiêng của Phan Huy Lê, viết sách anh hùng Lê Văn Tám không có thật vào năm 2009, khi trả lời về khả năng anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng sau lưng chạy 50 mét vào kho xăng là không thể chạy được. Với chú bé từ 14 tuổi, Phan Huy Lê nói vậy vì đã hỏi bác sĩ và bác sĩ đã trả lời vậy. Ta mới thấy độ ngu
của một kẻ được phong là giáo sư là dù nhiều tuổi hay ít tuổi, khi lòng căm thù lên cao độ thì sức mạnh rất lớn, lớn đến mức kinh khủng, sức chịu đựng quá cảm, quả cảm đến nể phục. Đồng thời khi chạy nhanh thì lửa ở sau lưng sẽ tạt về phía sau, lửa không phủ lên mặt hai cái chân được. Đầu óc lúc ấy chỉ có một quyết tâm là đốt cháy kho xăng địch. 50 mét thì chạy hết bao nhiêu giây? 15 đến 24 giây. Như vậy, liệu lửa đã đủ làm anh hùng Lê Văn Tám gục ngã chưa? Về vật lý và sinh vật học, thời gian ấy lửa chưa đủ cháy qua áo, thời gian ấy chưa đủ nhiệt làm cho đông tế bào, thời gian ấy chưa đủ làm gân co, thời gian ấy chưa đủ làm neuron thần kinh bị tê liệt, ngừng hoạt động do bộ nóng chưa kịp cho phép, chưa đạt đến độ và vô hiệu hóa tế bào sống, gân xương và não tim mạch cũng như phổi. Như vậy 15 đến 24 giây ấy cũng đủ chứng minh độ ngu của giáo sư ngu về vật lý và ngu cả về sinh học chưa? Thứ ba nữa là tối 16 tháng 10 năm 45, anh hùng Lê Văn Tám tự tẩm xăng đốt cây xăng Thị Nghè, thì ngày 17 tháng 10 năm 45, điện tín từ Mỹ Tho đánh gửi ra Trung ương Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 45 nội dung: một chiến sĩ Việt Nam tẩm dầu vào mình, tự cầm mồi lửa hy sinh thân mình, chạy vào kho dầu Simon Pireteri, lập tức kho dầu bốc cháy 2 ngày 2 đêm. Do báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng hội Việt Minh tại Hà Nội số 71 ngày 19 tháng 10 năm 45 đã nêu điện tín từ Mỹ Tho gửi ra. Báo Độc Lập, cơ quan Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đăng tin ngày 20 tháng 10 năm 45. Báo La Repubblique xuất bản bằng tiếng Pháp ở Hà Nội số 2 ngày 21 tháng 10 năm 45 nói về sự anh hùng của người lính Việt Nam tẩm xăng dầu đốt kho xăng Thị Nghè, Mông Phi Tri, cái kéo dài 2 ngày 2 đêm. Báo La Repubblique ngày 4 tháng 11 năm 1945 nêu ngày 16 tháng 10 năm 1945 tẩm xăng đốt cháy kho xăng Thị Nghè. Simon Petri, người đã đốt sáng ngọn lửa chủng tộc. Báo Quyết Chiến ngày 19 tháng 10 năm 45 đưa tin một gương sáng hy sinh vô cùng dũng cảm, một chiến sĩ ta tẩm xăng vào mình, tự làm mồi lửa cháy được kho dầu Simon Petri, lửa cháy 2 ngày 2 đêm. Đài Sài Gòn trong buổi truyền thanh tối 17 tháng 10 năm 45 công nhận rằng kho dầu này đã hoàn toàn thiêu ra cho sự thiệt hại đến mấy chục triệu đồng. Báo Cờ Giải Phóng ngày 15 tháng 10 năm 45 trong một mật niệm cùng viết Thời Báo Mới số ngày số 6 ngày 28 tháng 10 năm 45 đăng những chuyện cảm động, câu chuyện của dân ta có người trong Sài Gòn ra Hà Nội để chứng cho có tinh thần kháng chiến anh dũng, dân quân tẩm dầu vào người, anh tẩm dầu vào người đốt cháy kho xăng, kho ép xăng và cao su sống ở Sài Gòn. Trong khi đó ông Nguyễn Văn Thịnh còn tìm ra nhân chứng ông Hồ Thanh Điền 1926-2014 là đội viên còn sống thuộc chi đội 13 tiền thân trung đoàn 300, khẳng định Lê Văn Tám có thật. Có lúc lúc đó đơn vị đóng ở Trung Chánh. Ngày hôm sau 17 tháng 10 năm 45 khi cháy kho xăng Thị Nghè đêm 16 hết đêm 18 tháng 10 năm 45, Nguyễn Thanh Hùng ở Đa Cao là chiến sĩ của tiểu đội tôi chạy về báo tin thằng Tám ở xóm nhà tôi là người đốt kho xăng hồi hôm đó. Ông Phan Văn Đông là đồng đội nhà ở 2/3 Hồ Văn Đại, thành phố Biên Hòa, thường xuyên nghe ông Điền kể lại chuyện này. Giáo sư Trần Văn Giàu, người đã giết, đứng lên đáp lời sông núi, đã giết về anh hùng Lê Văn Tám, người chỉ huy trưởng. Anh hùng Lê Văn Tám là anh Lê Văn Châu, hy sinh năm 46. Và hiện tại Thị Nghè còn cái miếu thờ anh hùng Lê Văn Tám do người dân địa phương lập khoảng 1 mét vuông. Đơn sơ quét vôi màu xanh hòa bình, màu biểu tượng hòa bình đã rêu phong từ hồi ấy. Hiện nay dân vẫn đang thắp hương.
Khi Phan Huy Lê phát biểu năm 2005 và viết sách Dập Ngọn Lửa Thiêng, tên Phan Huy Lê nói: câu chuyện về anh hùng Lê Văn Tám do giáo sư Trần Quy Liệu viết nói vậy mà không phải vậy. Ở đây ta thấy Phan Huy Lê là một giáo sư sử học mà nhà giáo nhân dân, một tiến sĩ, một nhà khoa học mà chối bỏ nhân chứng vì anh Lý Châu Hoàng yêu cầu đấu chứng. Có cả ông Hồ Thanh Điền nữa, nhưng Phan Huy Lê đã trốn tránh, lặng thinh im, đến sợ hãi, mồm câm thình thịch. Là nhà khoa học lại không trọng chứng, khi ấy Phan Huy Lê lại không đưa được bằng chứng phủ định anh hùng Lê Văn Tám. Trong khi đó, tàng thư vẫn còn mà Phan Huy Lê là nhà sử học lại không tham khảo. Báo chí, tàng thư lưu trữ kể cả lời khen của Bác Hồ về sự hy sinh của anh hùng Lê Văn Tám. Không tự dưng dân lập miếu thờ anh hùng Lê Văn Tám, từ thời ấy nay vẫn còn mà Phan Huy Lê chưa từng đặt chân đối thấp cho anh một nén nhang. Tất cả báo Việt, báo Pháp, đồng đội, nhân chứng, miếu thờ và hai quyển truyện viết về anh hùng Lê Văn Tám của giáo sư Trần Quy Liệu và giáo sư Trần Văn Dào, bậc thầy của lịch sử Việt Nam, những gạo cội đó bị tên phản động Phan Huy Lê dập nát vào sọt rác. Một điểm nữa, giáo sư Trần Quy Liệu, người rất cẩn trọng khi nói thì sẽ nói cho nhiều người cùng lúc và chắc chắn phải ghi giấy có văn bản cụ thể, chứ không phải bằng miệng. Tên giặc sử Phan Huy Lê đã xúc phạm anh linh của giáo sư Trần Quy Liệu, một sự sỉ nhục vô liêm sỉ của tên giặc muốn làm loạn lòng dân, muốn đa nguyên đa đảng, muốn theo chủ nghĩa tư bản làm tay sai cho đế quốc thực dân. Phan Huy Lê cùng học trò của nó muốn làm cho dân nghi ngờ đảng ta, chúng muốn tách lịch sử ra khỏi chính trị, muốn đẩy người làm nên lịch sử là nhân dân ta, đảng ta, nhà nước ta xuống sông xuống biển. Chúng muốn đưa bọn Ngụy Việt Nam Cộng Hòa quốc gia lên, muốn biến cuộc cách mạng chiến đấu chống quân xâm lược và bè lũ Ngụy quyền bù nhìn tay sai bán nước thành cuộc nội chiến, chỉ vì mưu mô xóa tội cho dòng họ người thân của mình mà chúng nó Phan Huy Lê làm tất cả giới chiêu trò chiêu ma chức quỷ nham hiểm nham độc, sẵn sàng bán rẻ tổ quốc, bán rẻ lương tâm, bán rẻ danh dự và cống hiến. Như qua đây, di sản của Phan Huy Lê rất nguy hại, từ hạ bệ đầu tiên anh hùng Lê Văn Tám đến văn đoàn độc lập Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy Hạ, Nguyễn Duy hạ bệ anh hùng chị Võ Thị Sáu, liệt sĩ Võ Thị Sáu, đến tên Hà Văn Thịnh, giảng viên Đại học Huế, hạ bệ anh hùng Tô Vĩnh Viễn và Thái Mai Dân Thị Dân, Đỗ Văn Trí, Nguyễn Hoàng Anh, giáo viên Đại học Ngoại thương, Ngô Bảo Châu, giảng viên bên Mỹ, giám đốc viện toán học cao cấp, hạ bệ các nhà lãnh đạo tiền bối Võ Nguyên Giáp, Lê Dũng, Trường Chinh và Bác Hồ. Chúng muốn đánh sập thần tượng anh hùng của dân tộc để làm cho nhân dân ta hoang mang, mất phương hướng, mất con đường chiến đấu, mất lòng tin và dễ dàng tham gia cách mạng Mao. Qua đây ta thấy được bản chất của tên phản động giặc sử Phan Huy Lê, chỉ vì muốn xóa tội cho anh trai ruột là Phan Huy Quát và tên giặc bán nước Phan Thanh Giản ở Vĩnh Long mà nó sẵn sàng âm mưu làm tất cả, tạo nên trào lưu thoái hóa biến chất, diễn biến hòa bình trong ổ nhóm lưu manh hội lịch sử, diện lịch sử Việt Nam trở thành lũ giặc sử, ngụy sử, nguy hại đến dân tộc, đến thể chế chính trị, đến đảng Cộng sản Quang Vinh, đến hòa bình độc lập thống nhất nước nhà. Nhân ngày kỷ niệm lần thứ 74 năm ngày anh hùng Lê Văn Tám hy sinh, đã tẩm xăng làm ngọn đuốc sáng thế kỷ, đốt cháy kho xăng thị nghè của thực dân Pháp. Và qua đây mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đánh sập mộng ảo và âm mưu lật sử của bọn Lê, Giang, Cường, Quốc, Nghệ, Hà, Nhã, Thịnh, Hiển, lũ giặc sử, ngụy sử đang xuyên tạc bóp méo, đổi trắng thay đen lịch sử nước nhà
để ngọn đuốc lửa thiêng anh hùng Lê Văn Tám và của dân tộc ta mãi mãi sáng ngời, cháy rực trong lòng con em đất Việt ngàn vạn năm. Chính nghĩa sẽ chiến thắng. Kính thưa các đồng chí và các bạn, là cái bài viết của anh Phan Huy Lê đã hết, và tới đó là hết. Thì khi nghe qua cái bài này, khi đọc qua và nghe qua cái bài này, thì chúng ta thấy rõ là cái âm mưu xét lại lịch sử là của Phan Huy Lê. Rồi đồng thời nó tạo ra một nhóm con nhang, nó còn di hiến lại tới hôm nay, nó phá cái nền sử học của dân tộc Việt Nam ta, là coi như là nó cũng tan nát đấy. Các đồng chí và các bạn xem lại đi, là nó muốn tan nát đấy. Tan nát là cái chỗ nào? Là cái chỗ mà nó nguy hại nhất là 15 tập sử đã phát hành. Con em chúng ta hiện nay ở các trường đại học đang học, đang học đó, mà không biết nó học đó rồi nó thâm nhiễm cái đó rồi nó sẽ trở thành cái gì, thì cái đó là một câu trả lời. Một câu trả lời là sau này nó không còn lâu đâu, cái câu trả lời đó nó không còn lâu. Bởi vì cái xét lại lịch sử này của Liên Xô là nó xét lại lịch sử trong vòng không đầy 10 năm. Và đồng thời cái xóa bỏ một cái chế độ là nó chỉ trong vòng có 24 giờ. Chỉ cần ngủ một đêm tới sáng thôi, dân Liên Xô người ta chỉ cần ngủ một đêm tới sáng, người ta đúng 7 giờ sáng người ta nghe thông báo trên đài là Gorbachev nó xóa bỏ cái đảng Cộng sản. Nó xóa bỏ cái đảng Cộng sản. Cho nên thành ra là cái dân Liên Xô người ta giật mình. Nhưng mà tôi mong rằng khi mà các bạn, các đồng chí chúng ta mà đã hiểu biết sớm như thế này, dù rằng nhà nước ta có lên tiếng hay chưa lên tiếng tôi không cần biết, nhưng mà coi như tôi mong rằng các đồng chí và các bạn và tất cả anh chị em, những người công dân yêu nước của chúng ta, hãy nắm bắt được cái tình hình này và đồng thời để góp phần cùng với đảng nhà nước để dập tắt cái là cái mưu mô trước quỷ của cái bọn ngụy sử này, để đem lại một cái nền lịch sử trong sáng của dân tộc ta, hào hùng của dân tộc ta, để giữ mãi cái thành tích đó, cái thành quả cách mạng của dân tộc ta, của đảng ta, mà của Bác Hồ. Cho nên thành ra tôi nghĩ rằng là coi như là nói với điều kiện chúng ta như phát hiện như thế này, mỗi người chúng ta đều hiểu hết như thế này, và đồng thời mỗi người chúng ta đều hành động để chống lại cái bọn lịch sử này, thì tôi nghĩ rằng nó cũng khó thực hiện được như Liên Xô đâu. Nó cũng khó thực hiện được. Cho nên á, qua cái bài viết của anh Phan Huy Lê này á, mình mới thấy là đâu là sự thật, đâu là giả dối, đâu là giả dối, đâu là gian xảo. Rõ ràng là coi như là nếu nói về khoa học vật lý thì tất nhiên cũng là một cái ngu, cũng là một vị giáo sư ngu. Rồi vậy là nói về cái vấn đề là ý nghĩa chính trị lịch sử, rõ ràng thì đương nhiên là cũng là cái xảo ngôn, đưa ra một cái xảo ngôn mà nó trở thành là âm mưu, nó trở thành là âm mưu rồi. Cho nên thành ra là các đồng chí và các bạn để nhìn thấy là coi như bây giờ này là cái đám con gian nó còn lại là nó cũng xói sâu vào, nó đánh ta là coi như là không kịp đỡ đấy, chứ không phải kiểm chơi, nó đánh không kịp đỡ. Bây giờ nó lan tỏa qua tới giáo dục, bởi vì 15 tập sử nó phát hành là nó đưa vô, nó giảng dạy các trường đại học, thì bây giờ nó lan tỏa tới giáo dục rồi. Đó là một cái, còn chưa nói đến những cái đề tài mà giáo dục nó đã làm là họ đã cho con em chúng ta học cái gì đó. Thì cái đó tôi chưa nói. Cho nên thành ra là bây giờ này là các đồng chí và các bạn hãy nhìn thấy thử coi nó phát triển như thế nào rồi. Mà anh Phan Huy Lê anh nói rất là chính xác, những cái sự kiện đó rất là chính xác. Tôi sẽ đọc thêm cái này để cho các đồng chí và các bạn nghe cái tin tường Mỹ Tho điện về đây. Đây, tin điện từ Mỹ Tho đánh ra ngày 17 tháng 10 năm 1945 cho hay rằng một chiến sĩ Việt Nam đã tẩm dầu vào mình, tự làm mồi lửa hy sinh thân mình, chạy vào kho xăng Simon Etery của địch, lập tức kho dầu bị bắt lửa và lửa đã bốc cháy dữ dội suốt 2 ngày 2 đêm. Đồng bào đứng trước sự hy sinh oanh liệt của người chiến sĩ
làm vẻ vang cho dòng máu anh hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hãy nghiêng mình kính cẩn ghi nhớ và hãy tâm niệm sẽ hy sinh như vậy để đến khi mang xương máu ra giữ vững nền độc lập của Tổ quốc chúng ta. Quyết không lùi bước trước một sự nguy hiểm nào. Chúng ta chỉ cho một nguyện vọng, chỉ có một nguyện vọng, thực hiện nền độc lập hoàn toàn của nước Việt Nam. Kẻ thù đến chiếm đất ta sẽ gặp phải sự chiến đấu mãnh liệt của toàn dân Việt Nam. Người nào cũng có thể hy sinh như người tự thiêu ở Nam Bộ. Loài lang sói thực dân tàn sát ức hiếp đồng bào ta ở Nam Bộ, máu xương đồng bào ta đã vì muốn thắng chúng mà phải phơi ra trong cảnh chết chóc thảm thê. Hỡi ai là người Việt Nam, hãy ghi nhớ lấy thù này. Hết 80 năm đô hộ, nay lại đến hành vi tàn sát dã man, hãy hy sinh và phấn đấu cho đến cùng. Đây là cái bức điện, tin đánh ra ngoài Hà Nội, là cái tin này từ Mỹ Tho. Cái đó đọc lại cho các bạn nghe. Cái bản tin này có nay là coi như hơn nửa thế kỷ rồi. Cái này là những cái tư liệu sống của anh, còn tư liệu thật của còn sống của anh, của anh Lưu Huy Linh. Cái này mình xem ké anh Lưu Huy Linh ấy. Rất cảm ơn anh Lưu Huy Linh. Anh thông qua cái bài viết của anh đây là nó rất hay, và đồng thời khi anh giải trình những cái sự thật của anh hùng Lê Văn Tám mà để đối chứng với lại cái xảo quyệt mưu mô xảo quyệt của Phan Huy Lê, thấy quá hay mà quá rất là thực tế. Cho nên đó là cũng thay mặt những người nghe cái bài viết của anh, tôi xin cảm ơn anh Lưu Huy Linh, và đồng thời tôi xin mạn phép anh cho tôi được lưu cái bài này để làm tư liệu, để làm tài liệu. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì nó là như vậy đó các bạn. Nó là như vậy. Cái âm mưu thâm độc xét lại lịch sử của Phan Huy Lê là như vậy. Thì chẳng những đến hôm nay không phải còn nó nằm trong cái mức độ là hạ bệ thần tượng, mà hiện nay nó đi đến cái chỗ là lập đền thờ, tôn vinh giặc lập đền thờ. Rồi tới 90 tập phim Việt Nam biên niên sử truyền hình thời đại Hồ Chí Minh. Tôi thấy là trong cái tập mấy tập phim này tôi coi, có những tập mà tôi thấy rằng làm như nó lượm, người ta lượm của cái tuổi tâm lý chiến nguyện ngày xưa. Bởi vì tôi là người miền Nam, tôi là thanh niên miền Nam ngày xưa, tôi rất hiểu về cái tuổi, cái từ ngữ mà cái bọn tâm lý chiến ngày xưa mà nó dùng ấy. Cho nên thành ra tôi hiểu hết. Cho nên tôi coi mấy cái tập phim này tôi thấy rằng dường như họ lượm mấy cái từ mà coi như của tâm lý chiến ngày xưa, cũng như là quân Bắc Việt, quân cộng sản Bắc Việt, rồi có dùng những cái từ mà để bảo vệ cho Mỹ, là người ta nói là đồng minh, các lực lượng đồng minh, chứ người ta không có nói chư hầu, người ta không có nói chư hầu nữa. Còn mình á, thì mình á thì mình dùng như vậy là mình phải dùng cái từ đó để đúng, chư hầu. Nó làm chư hầu cho Mỹ, nó sợ Mỹ cho nên ra Mỹ bắt nó làm chư hầu. Chư hầu thì đương nhiên là để được một cái lợi gì đó, nhưng mà điều với cái quyền điều khiển của Mỹ. Chứ nó đâu có độc lập đâu. Nó làm chư hầu cho Mỹ, nó đâu có được độc lập đâu. Nó vẫn lệ thuộc Mỹ. Cho nên thành ra mình phải gọi đúng từ, đúng danh xưng của nó là chư hầu. Nhưng mà điều này người ta gọi là đồng minh. Mà đồng minh thì như vậy, cái từ đó là cái từ của tâm lý chiến nguyện nó dùng. Nhưng mà tôi thấy mấy cái thứ phim này là dùng sặc mùi, sặc cái mùi của tâm lý chiến. Bởi vì tôi là dân miền Nam cho nên ra tôi rất thuộc những cái từ ngữ của tụi tâm lý chiến ngày xưa. Tôi rất thuộc. Cho nên ra búa rìu không qua mắt thợ được. Bởi vì là người dân là ở phía Bắc nó khác, còn dân ở phía Nam cái hiểu biết của người ta chế độ cũ, đối với chế độ cũ nó khác. Các ông đừng chủ quan. Chủ quan mấy ông đưa, mà mấy ông lấy mấy cái từ tâm lý chiến của Mỹ, mấy ông đưa vô mai mốt đây, rồi mấy ông dùng cái từ là mấy ông nói là quân cộng sản Bắc Việt nữa. Giờ mấy ông dùng cái từ là quân Bắc Việt, chứ mấy ông chưa có điểm vô là cộng sản, nhưng mai mốt đây mấy ông sẽ nói cái đó. Sẽ nói nữa. Sẽ nói cái...
Cho nên thành ra là coi như là cái từ ngữ đó nó sặc mùi. Mà nay nó lan tỏa ra là không phải là nó nằm ở trong cái dạng là hạ bệ thần tượng nữa đâu. Nó lan tỏa ra rộng hết rồi, rộng đến các nơi. Cho nên mong rằng là các đồng chí và các bạn, các anh chị em chúng ta là những người yêu nước, thì chúng ta phải nhìn thấy cái đó để chúng ta chống lại cái bọn cái âm mưu lật sử này, để chúng ta giữ cho được cái thành quả cách mạng và giữ được chế độ. Mà giữ được chế độ thì chúng ta mới giữ được tổ quốc, giữ được cuộc sống bình yên là cho nhân dân. Bây giờ nói thật chứ không phải nói, chứ giờ nó xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa rồi bắt đầu là trước hết là nó lật sử, rồi nó bắt đầu nó hài tội là coi như lãnh đạo của mình ra, nó hạ bệ thần tượng. Bây giờ nó hạ, bây giờ nó xuyên tạc Võ Nguyên Giáp, giờ nó xuyên tạc Hồ Chí Minh, nó xuyên tạc Trường Chinh, Lê Dũng rồi này kia. Nó nói mấy ông này là không phải là người có công, thấy không? Nó buộc tội thì vậy là mai mốt đây là coi như là nó tiến tới cách mạng nào nó lật đổ chế độ. Mà lật đổ chế độ rồi thì thảm khốc, huynh đệ tương tàn sẽ xảy ra. Thằng Ukraine là sao, rồi cái giờ bắt đầu là thằng Libya làm sao, rồi mình vậy à? Chứ mình cũng không, nếu mà xảy ra thì cũng giống nhau hết, mà có khi nó còn thậm tệ hơn nữa, thậm tệ hơn. Rồi thì giờ coi như là thông qua cái bài viết đó thì đồng thời cũng xin có mấy ý kiến vậy, đề nghị các anh chị em mình lưu ý các anh chị em mình là nên ghi nhớ những cái lời mà trong cái những cái ý mà trong bài viết của anh Louis Linh nó ảnh nêu lên, những cái sự kiện đó, để chúng ta có thể là chúng ta đấu chất với những cái bọn xét lại lịch sử, nó cho rằng anh hùng Lê Văn Tám không có thật. Mà tôi nghĩ rằng á, không có thật á thì vậy đồng bào Thị Nghè, đồng bào Sài Gòn Gia Định lúc bấy giờ chắc lẽ người ta không để yên cho ông Trần Nguyên Liệu, ha? Người ta không để yên cho ông Trần Nguyên Liệu đâu. Mà ông Trần Nguyên Liệu nói xin lỗi chứ, ổng là một vị giáo sư, là một cán bộ trung ương kề cận với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà không lẽ ổng đi lừa dối là nhân dân? Với tư cách của ổng là một vị giáo sư mà ổng đi lừa dối nhân dân. Chỉ có những thằng ranh á, là sau này nó vô ơn bạc nghĩa rồi nó xuyên tạc tầm bậy tầm bạ vậy, chứ còn thực tế ra tôi nghĩ rằng đâu có đến đổi mà ông Trần Nguyên Liệu mà ổng đi làm vậy. Nhưng mà ổng làm vậy cũng còn quốc tế nữa, các nhà báo Pháp, người ta không lẽ giờ người ta ngu hơn Việt Nam á? Người ta thừa nhận á, người ta đăng báo lên, người ta viết bài, ta tiếp tục ta viết bài, ta thừa nhận. Trong thời kỳ đó, các nhà báo đó người ta không lẽ người ta ngu hơn là coi như là mấy 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 ông lãnh đạo Việt Nam mình á, mấy ông nhà báo Việt Nam mình á? Rồi đồng bào á là người ta thương, người ta thương tình đó là có nhớ thương anh hùng đó, là cái gương cái dũng liệt của anh đó, người ta lập cái miếu người ta thờ. Nhưng mà giờ anh Tám thì giờ anh có được đúc tượng rồi, cho nên dân người ta cũng không có xin nó lập đền thờ. Chứ còn đúng ra thì nếu mà trường hợp mà anh Tám mà chưa đúc tượng thì đương nhiên là người ta cũng phải là lập đền thờ, người ta thờ ảnh, chứ người ta đâu có để cái miếu nhỏ vậy đâu. Thì vậy là chúng ta thấy cái đó là cái chuyện đó nó có đúng hay không đúng. Mà Phan Huy Lê không dám đấu chắc. Có rất nhiều người mà người ta biết cái chuyện anh Lê Văn Tám, mà người ta kêu ổng Phan Huy Lê đấu chắc mà không dám đấu chắc. Thục luôn, thục đến nghệ là đi chầu Diêm Dương luôn. Chứ cũng không có dám mà được ra mặt để được bắt đầu đấu chắc. Chứ tôi nói thật, tôi mà làm giáo sư như ông mà tôi phát biểu như vậy rồi, tôi xác định rồi là tôi đấu chắc. Tôi sẵn sàng đấu chắc, thấy không? Người ta là 13 tuổi mà người ta dám mà là coi như là tẩm xăng dầu để người ta đốt kho xăng, còn mình đó là một vị giáo sư mà có cái gì đấu chắc mà không dám, thấy không? Vì cái phát biểu của mình á, vì cái âm mưu, vì cái phát biểu của mình mà ta đề nghị dân, người ta đề nghị đấu chắc mà không dám, không dám, vậy là thua cái anh 13 tuổi, thua anh thiếu niên 13 tuổi, thấy không? Không bằng. Mà ở đời ấy, người ta nói quý vị ơi, người ta nói nếu mà phản dân hại nước, nó thật chứ nó thua cái gì nữa, chứ đừng nói thua 13 tuổi, nó thua em bé 13 tuổi. Cái đó là cái chuyện dân người ta nói có thật, có thật.
mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời phản quốc mà thương giống nồi. Cái chuyện đó nó có thật từ xưa tới bây giờ. Thời chế độ phong kiến, tôi thì tôi sanh trong thập niên 50, nhưng mà tôi nghe ba tôi, ông nội tôi kể là thời chế độ phong kiến, thực dân Pháp nó qua nó cai trị. Nó cai trị nó thông qua mấy hậu đồng. Nó thông qua mấy hậu đồng là với mấy hậu tề, để nó cai trị dân mình, nó bóc lột, rồi nó đày đỏ dân mình, rồi nó bắn giết dân mình. Nó coi cái mạng người không ra gì hết. Rồi bắt đầu tới cái năm nào đó đó, mà ông nội tôi kể lại cho tôi, ba tôi với ông nội tôi kể lại. Rồi bắt đầu ấy, nó cấp cho thằng hậu đồng cây súng. Có mỗi thằng hậu đồng nó cấp cho cây súng, để rồi ấy, dân ấy, người ta thấy người ta sợ, người ta không dám nổi lên. Người ta chỉ biết làm lão bọc cho nó thôi, làm công bọc cho nó thôi. Rồi nó muốn trả công nhiêu nó trả, rồi nó muốn cho bao nhiêu lúa ăn cho, chứ còn không dám đấu tranh. Bởi vì nó có cây súng rồi. Rồi nó biết cây súng đó là cây súng là bắn chết người. Nó biết. Cho nên ra nó, các đồng chí thấy không, những cái chuyện mà ông nội tôi kể lại, hậu đồng ấy, nó nhận được cái súng, cái nó về cái nó kêu cái thằng lão bọc cho nó, cái thằng cai quản ấy, ê mày đi xuống dưới ấy, là mày coi thằng nào xấu xấu mày lên đây cho tao mượn thằng của mày. Nó thiện vậy là nó xuống dưới, nó nghe lời, nó đâu biết, nó xuống nó kêu cái thằng nào mà xấu nhất lên cho nó mượn, mày đứng giữa góc cột ấy mày, nó tao thử súng của mày, rồi đứng giữa cột thử súng bắn cái đùng, rồi nó kêu lão bọc nó, mày cho nó tấm chiếu mày. Đó, cái đó là ông nội tôi kể lại. Ông nội tôi kể lại. Rồi tới đời ba tôi cũng kể lại y vậy. Là mấy hậu đồng nó mới nhận súng của Pháp. Đó, nó coi á, nó coi dân tộc mình còn thua con vật. Thế vậy là kể từ khi có Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, thì Bác Hồ rồi có Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân ta là đi ra khỏi cái vùng tối tăm nô lệ đó, bây giờ này có một cuộc sống như thế này, rồi á có một cái danh dự uy tín trên toàn thế giới như thế này. Bây giờ á, nếu mà chúng ta là những người công dân Việt Nam mà chúng ta không chấp nhận cái chế độ này dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, đúng, chúng ta đã xóa được cái kiếp làm nô lệ cỡ vậy. Thì như vậy là bây giờ nếu chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không đồng ý, chúng ta đồng ý cái gì? Chúng ta đồng ý chế độ nào? Chúng ta đồng ý cái chế độ nào đâu? Đâu bây giờ nếu mà các bạn mà suy nghĩ là coi, nếu trường hợp mà có những chúng ta không đồng ý chế độ này thì chúng ta đồng ý chế độ nào? Ở giờ đây á, coi như là 72 con nhện á, nó đề nghị bỏ điều 4 hiến pháp. Bỏ điều 4 hiến pháp tức là bỏ sự lãnh đạo, vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhưng mà cái trước tiên là nó tước cái quyền lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trước. Đảng còn lãnh đạo quân đội thì tất nhiên nó cũng còn sợ sệt, nó cũng chưa có làm được cái gì. Nhưng mà bây giờ trước hết nó bỏ điều 4 hiến pháp thì nó xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nó mới làm nên cái chuyện mà coi như là cách mạng màu của nó. Thì thế đó. Từ ngàn xưa thời đó là phong kiến với là sự đô hộ của thực dân Pháp, trong là nửa phong kiến nửa thuộc địa thực dân. Thế thì như vậy là thằng Pháp nó coi dân tộc Việt Nam mình cũng không ra gì, nhưng mà nó thông qua cái bọn tay sai, tức là cả hậu đồng và hậu tề. Thì hậu đồng đó thì tôi nói là cái chung, chứ thực tế là trong cái hậu đồng đó cũng có những người hậu đồng người ta yêu nước, nhưng mà cái đó cũng cá biệt ít thôi, yêu nước mà ít thôi, chứ không phải mà yêu nước nhiều đâu. Nhưng mà cái phần đông lạ thôi, phần đông lạ thôi. Ông nội tôi kể rõ ràng, ông nội tôi kể, tôi nghe hồi 10 tuổi ông đã kể cho tôi nghe. Ông nói con ơi, ngày xưa mà hậu đồng á con, nó nhận được cái súng của Pháp rồi về nó bắt những người mà coi như là ở đỡ cho nó đó hả con, là nó lên nó coi người nào xấu mặt nó lên đứng làm bia cho nó thử súng.
đứng làm bia cho nó thử súng. Rồi nó thử súng chết rồi cái nó kêu cái lão bọc á, tức là cái thằng cai quản hết đó, cái số mà ở đợi đó là mày cho nó tấm chiếu, tức là quấn tấm chiếu đi cho. Tức là nó độc ác tới cỡ đó, mà trong khi đó nó là tay sai. Bởi vậy á, dân gian của mình từ xưa đến giờ ta có cái câu là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời phản bội mà thương giống nòi. Cái câu đó là không bao giờ thay đổi được. Cái câu đó đã đi vào dân gian rồi thì không bao giờ mà coi như là trật.